Thận để ghép thì phải đi chạy thận tuần 3 buổi thôi. Họ nghĩ là mình trầm cảm nên là lúc nào mình cũng nghĩ đến cái chết, nên là mình hiến tạng khi mình đang sống. Không được. Bây giờ ông ấy đương què rồi, ông lại moi cái mắt của ông ấy ra làm sao được. Sớm ban hành ra một cái luật quyền của người đăng ký, làm cho hai người được nhìn thấy ánh sáng, cuộc đời của họ sẽ rất là hạnh phúc. Mỗi năm cả nước có thêm hàng nghìn người bệnh cần nguồn tạng ghép. Tuy nhiên, do thiếu nguồn hiến tạng, rất nhiều bệnh nhân phải chờ đợi trong mòn mỏi. Ghép thận là một phương pháp tối ưu nhất trong số tất cả các biện pháp điều trị suy thận giai đoạn cuối. Hiện nay là thiếu tạng ghép, rất nhiều bệnh nhân không có nguồn ghép, bệnh nhân đành phải chấp nhận lọc máu hoặc lọc màng bụng. Em phát hiện mắc căn bệnh suy thận khi đang là sinh viên trường báo chí. Mà không có thận để ghép thì phải đi chạy thận tuần 3 buổi thôi. Cho đến bây giờ thì cũng được 7 năm rồi. Nhiều người không chờ nổi khi có thận hiến tặng thì cũng đã ra đi rồi. Người nhỏ tuổi nhất thì mới có 16 tuổi. Em không biết thì mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Thưa quý vị, hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp. Tuy nhiên thì việc làm này lại đang gặp rất nhiều rào cản, đặc biệt là từ phía nhận thức chưa đúng, chưa đủ từ cộng đồng. Nghe đài thì cô thấy là có nhiều người là bệnh tật mà cần để ghép tạng nhưng lại không có cái nguồn tạng để ghép ấy. Có những người là phải ra đi rất đau đớn. Mà mình đăng ký mình hiến như thế này thì sẽ mang lại sự sống cho nhiều người bệnh tật. Cô tàn tật cho nên cô ít đi ra ngoài lắm. Cô làm ở nhà nhưng khách đến thì thường thường cô cũng vẫn chia sẻ. Chia sẻ thì cũng có người ta đồng tình hoan nghênh ấy. Nhưng mà bản thân của người ta thì người ta lại chưa dám làm, người ta chưa có quyết định đấy. Có một số người cũng rất hăng hái, thế nhưng mà khi về nói chuyện với gia đình thì lại không được gia đình ủng hộ. Cô mong muốn là sớm ban hành ra một cái luật quyền của người đăng ký, để những người đã có tâm nguyện, đã có nguyện vọng đăng ký thì sẽ thực hiện được. Chỉ khi đó thì mới có thể là có được cái nguồn tạng để ghép, để giúp đỡ cho những bệnh nhân được nhiều hơn. Năm 26 tuổi, cô gái trẻ này đã quyết định đăng ký hiến mô tạng, mặc cho những lời bàn tán, dị nghị của mọi người xung quanh. Nhiều khi là có người bảo là mẹ còn chẳng nuôi được, toàn nghĩ đến cái chết. Họ nghĩ là mình trầm cảm nên là mình hiến tạng khi mình đang sống. Nhiều người là đang hiểu nhầm về vấn đề đấy. Nhờ có việc hiến tạng này em cảm thấy là mình có một cái giá trị gì đấy và em bắt đầu tìm hiểu lại chính bản thân em hơn. Phong trào này cũng mới được triển khai những năm gần đây nên việc tuyên truyền vận động vẫn chưa được sâu rộng và lan tỏa. Người dân cũng chưa hiểu biết sâu, vẫn còn cái tư tưởng khi mất là vẫn phải còn nguyên vẹn. Khi người mà tự nguyện đăng ký tham gia hiến mô hiến tạng, người thân trong gia đình chưa đồng thuận thì cái việc này cũng chưa thực hiện được. Hưng Yên hiện có gần 300 người đăng ký hiến mô tạng. Riêng năm 2022, con số này là 39 người. Để bản danh sách nối dài hơn, những chiếc thẻ đến tay nhiều người hơn và thực sự trở thành chiếc thẻ hành động, thay đổi nhận thức của cộng đồng vẫn còn là một hành trình dài. Vâng, thưa quý vị, trên tay tôi thì hiện đang là những chiếc thẻ đăng ký hiến tạng. Tuy nhiên thì không phải tấm thẻ nào cũng trở thành vật bảo chứng cho việc hiến tạng thành công, bởi có rất nhiều yếu tố sẽ chi phối sau khi các tình nguyện viên hiến tạng không may qua đời. Tháng 3 năm 2019, vợ chồng ông Đại, bà Vì đã cùng nhau đăng ký hiến mô tạng. Lý do để họ đưa ra quyết định cũng giản dị như hạt gạo, luống rau họ làm ra. Chôn thì thối, mà thiêu thì nó cũng cháy hết cả. Thế nhưng mà mình mà hiến được ấy thì mang lại được cái ý nghĩa nó còn tồn tại mãi mãi về sau. Tức là làm xong một cái thì mình về mình bảo cho đi thì còn mãi mà nó đẹp thì mình làm. Cứ vợ chồng mình hiến nhá. Thế là hiến thì làm luôn. Đấy, về chú ký Hà Nội. Thế nhưng khi ông Đại ra đi đột ngột,
không lời chăn chối thì tấm thẻ đăng ký hiến tạng của ông để lại cũng không thể giúp bà Vì hoàn thành được ước nguyện của ông. Người ta chỉ nghĩ là mình dở, không được, bây giờ ông ấy đương què rồi, lại moi cái mắt của ông ấy ra làm sao được. Hôm ý là nếu mà chú mà hiến là chú được mấy cái bộ phận đấy, thế nhưng mà không làm được. Mình là cũng sẽ cố gắng làm cái di chúc, mà di chúc là to, không phải bé. Ý nguyện của mẹ là sẽ hiến tạng cái lúc mà trẻ, nếu mà già là hiến xác để cho y khoa, thì mình sẽ viết rõ ra sau này phải làm cho mẹ. Làm cái này mà để có tiền, để người ta trả tiền mình là không phải. Mình chỉ suy nghĩ cho đi là còn mãi, thế thôi. Khi bị căn bệnh ung thư cướp đi mạng sống ở tuổi 33, người mẹ có ba con nhỏ này đã có một quyết định vĩ đại, hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt Trung ương. Những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, chị Trâm đồng cảm, thấu hiểu với nỗi đau mà người bệnh phải gánh chịu. Ước nguyện của chị trước khi ra đi đã nhận được sự ủng hộ của gia đình. Vợ tôi là muốn hiến giác mạc cho những người mà người ta đang cần. Tôi rất là ủng hộ cái việc đấy ạ. Bởi vì làm như thế là mình sẽ làm cho hai người được nhìn thấy ánh sáng. Cuộc đời của họ sẽ rất là hạnh phúc. Sinh có hẹn, tử bất kỳ. Nhưng rồi đây, một phần cơ thể chị Trâm sẽ hồi sinh sự sống trên người khác. Chị đã để lại món quà kỳ diệu giữa cuộc đời này, để các con của chị sẽ mãi tự hào về người mẹ có cuộc sống ngắn ngủi, nhưng năm tháng thanh xuân chị đã sống đẹp như những đóa hoa.